Dạ em chào chị Nguyên Quỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ em chào cộng đồng mạng, em chào chị Nguyên Quỳnh. Em tên là Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1984. Hiện em là mẹ đơn thân chị. Rất xinh đẹp, rất là xinh đẹp, trắng tươi hả? Em đang ở thành phố nào? Em ở tỉnh Biên An Giang chị. Rồi hiện tại em đang làm công việc gì? Lúc trước thì em có bán nước uống ở tại em ở khu du lịch này, em có mướn quán bán nước uống nhưng mà thời gian này không có khách đó. Em vắng khách quá nên em phải xin đi làm việc cho ta. Em mở quán cà phê hả? Dạ. Mở được lâu không? Em mướn cũng mấy năm mà chị, nhưng mà tại nước này không khách vắng quá nên nghỉ. Mới đầu bán được không? Dạ được, Tết bán được chị. Khu du lịch, ngay khu du lịch đó hả? Là tôi cắm đó chị, cắm An Giang. Cũng được mấy năm là cũng ngưng uống ha. Nhưng mà chị nghe nói là ở Việt Nam người ta mở quán cà phê nhiều lắm, người ta thất bại nhiều. Dạ. Rồi trong thời gian mà bán đó em có bị lỗ vốn không? Em bán là từ tháng Giêng tới tháng Tư thôi. Là khách khách đi cua cúng tham quan được. Sau đó thôi mấy tháng này là vắng khách thì em nghỉ, em đi làm việc khác. I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Nghỉ công việc đó thì em có quay trở lại làm không hay là em nghỉ luôn? Có, Tết em qua em bán lại, Tết có khách em ba em bán lại. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em sanh hai bé được 3 tháng mấy là em hay chồng em có đứa bé bên ngoài. Nên tới 6 tháng là em đâm đơn ly hôn luôn. Một con còn nhỏ như vậy đó hả? Dạ, mà chị biết sanh đôi chín tháng chị ơi, tôi cực khổ lắm, bỏ không đi sáng đi, vợ em giận quá. Rồi em thôi luôn. Là lúc là thôi là con được 6 tháng mấy, năm nay nó được 4 tuổi rồi chị. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em, bạn bè em thường nói em hoạt bát vui vẻ, nhanh nhẹn. Còn khuyết điểm của em? Như là thật em thẳng tánh lắm. Còn khuyết điểm của em thì em không thích là gì là em nói thẳng. Rồi nói rồi thôi chứ em đây bụng. Ý là em thì hay mất ướt. Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em muốn người đó thì lớn tuổi hơn em khoảng năm ngoài tuổi trở lại, nhưng mà có việc làm, có lương thu nhập ổn định, có nhà thì càng tốt. Chứ không vậy thôi, với lại là tánh tình thì có đạo đức. Vậy là trước tiên là nếu mà thương em là phải thương con em. Rồi nếu mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ thế nào? Đàn ông hút thuốc uống rượu thì uống rượu chút đỉnh thì được chị, nhưng mà uống nhiều quá em không thích. Hút thuốc thì chút ít thì cũng được, nhưng đừng nhiều quá. Ông xã trước của em làm công việc gì? Ông xã trước của em làm rượu chị. Cũng có chạy xe, để đi đò. Nhà em ở trong vùng thôn quê hả? Dạ đúng rồi. Hiện tại rồi em có làm rẫy hay làm vườn không? Em có cỡ 7 công rồi vườn, em cho mướn em không nổi. Em chăm hai đứa rồi đi làm giúp việc cho người ta không có thời gian. Ở trên rẫy của em á là trồng được loại cây ăn trái gì? Ở trên đây thường thường thì trong rẫy của em là có măng, măng tre á chị. Một miếng là măng tre được 5 công, với măng tre 2 công là sầu riêng với bơ. Chuối rồi lòng mứt rồi các loại cây á. Sầu riêng, đặc biệt là sầu riêng. Trồng cũng được nhiều loại cây quá ha. Ở trên chỗ em trồng sầu riêng được hả? Dạ. Nhưng mà có một mình em trồng cũng được phải không? Cái đó là của chung mà đó. Giờ em chỉ ly dị là thôi thôi, có giấy đơn ly dị thôi thôi. Nhưng mà của cải thì cũng chưa có chi gì hết. Ông bỏ đi theo cho nó đó giờ thì ông đi theo đó giờ luôn. Rồi mẹ con em sốc vậy đó. Dạ. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em không có biết, có bà chị, bà chỉ cho em, bà kêu thôi em đăng ký đi, em ngại em đâu có đăng ký đâu. Chị nói là kênh của Nguyên Quỳnh hay lắm,
mày khổ rồi đó, vậy quá trời, mày đăng ký đi, đâu có anh nào đồng cảm thì mày sẽ đỡ khổ chứ. Mình ơi, mình nuôi hai đứa hoài, mày chậm quỷ hoài, tối ngày mày không đi ra khỏi cái núi này bị đâu được. Thôi nhờ chị Quy Quỳnh tích nói giùm. Rồi em thấy gì em có động lực, em có theo dõi rồi em mới đăng ký. Rồi em coi ở bên Facebook hay bên YouTube? Bên YouTube chị, em có đăng ký kênh chị mà. Rồi bây giờ thì em vừa chăm con vừa đi làm như thế, thời gian cũng khá là bận rộn, nhưng mà vẫn có thời Dạ. gian để mà em nghỉ ngơi á, thì những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Những lúc rảnh rỗi thì em thường karaoke, em thích ca nhạc bolero. Rồi khi buồn á thì chị em ở sớm giờ rồi tổ chức tiệc tùng thì em cũng có uống một hai lon bia được. Còn vô ngủ thì em thường nghe pháp. Em mặc pháp dễ ngủ chị. Em là vậy. Em rồi em có được mấy anh chị em? Dạ, em được 4 anh chị em. Em thứ hai, ba gái một trai, em thứ hai. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không. Ba mẹ của em á còn đầy đủ không? Dạ con này đủ chị. Rồi hiện tại mấy mẹ con sống chung với nhau hay sống riêng một mình thôi? Em hiện tại á, thằng thằng con lớn của em năm nay 23 tuổi thì nó cũng làm ra tiền cũng được, đi đi về về đi làm, rồi khi về nhà thì làm ở với em với hai đứa bé nhỏ. Còn thằng thứ ba thì ở với ngoại không, mà lâu lâu mới về nhà thăm em lần. Em rất là lanh lẹ luôn. Thì em thích một người, một anh muốn làm quen với em á, lanh lẹ hoạt bát hay là trầm tính ít nói? À, em thì em lanh lẹ, em thích người đó trầm tính. Vậy đó hả? Dạ. Nếu mà hai người nói nhiều quá thì không hay. Người nói nhiều người phải ghét. Hai người nói nhiều hết chứ không ai nghe hả? Dạ. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao em là 1m50, em đặt 50 kg luôn ạ. Em muốn anh bạn của em cao khoảng bao nhiêu? Cũng cao hơn em là được chị. Rồi sau khi chia tay với ông xã em rồi thì em trẻ trung xinh đẹp nữa thì chắc cũng có nhiều anh theo đuổi em hả? Cũng có mà em nói chị, con em còn nhỏ quá, em tập trung nuôi nó thôi. Em nghĩ tới cũng có nhiều người, cũng có người để ý, nhưng mà em không nghĩ tới, chị lo con mình, tới hai đứa chị cũng biết rồi đó, đâu có thời gian đâu. Thằng non nó thiếu tháng vô nó khóc la dữ lắm luôn, nuôi gần ở bệnh viện gần một tháng mới về nhà, nó cực dữ lắm. Em nuôi mình ha, có ai phụ em nuôi không? Lúc đó là chồng em còn ở, là lúc mà anh nuôi được ba tháng mấy anh nuôi chăm sóc về nhà, 3 tháng mấy anh đi, anh mới đi luôn đó. Mới 3 tháng mấy đi luôn hả? 3 tháng mấy là đi không về, đi ngủ đi không về không về. Em lúc đó em chỉ ôm con em thôi, em khóc tao đi về đâu, mẹ con đâu có ăn uống để em biết từ. Em không biết làm sao mà em thôi rồi, thời gian em suy nghĩ không biết làm sao mà em thôi là nuôi hai đứa nhỏ được lớn, em cũng không hiểu luôn. Cái động lực nào lại lúc đó em ghen quá, em không kiềm chế được, em không có suy nghĩ là thôi ra mình làm gì nuôi được hai đứa nhỏ này. Nhưng mà tâm thân giận quá, em không có suy nghĩ tới chị. Mà tới hồi lây lắc là cô bác anh chị ngoại rồi cũng thương, bên nội thì mấy cô cũng lâu cũng gửi chuyện phụ sữa với em. Rồi có động lực rồi càng ngày càng lớn, rồi nghe nói chuyện này kia rồi mình có động lực. Chị biết không, mới 4 tuổi à, mà nói mẹ ơi con thèm ba. Mẹ nói rất thắc mắc lắm, em con thèm ba, ba con phải đi đâu lâu về với chị. Em mới nói gạt, em nói ba con đi làm kiếm tiền, chứ em đâu có dám nói nó đâu với mặt ba nó đâu chị. Không về Lúc thăm tại con hả? thôi có 6 tháng là đi tới giờ luôn rồi, gần 4 năm không về, mới đâu biết mặt ba nó đâu. Nhưng mà em biết là ở đâu không? Không biết ở đâu nên đi luôn hả? Dạ biết. Cũng ở gần đó thôi hả? Ở Phú Quốc, đi làm mướn ở Phú Quốc, ở với nhà đó giờ có con luôn rồi. Không bao giờ gọi điện thoại thăm con hay gì hết. Dạ không có chị chồng rồi, lâu lâu gọi hỏi thăm rồi kia, bên chồng em cũng thương em bình thường. Hoàn cảnh của em cũng bị đát á. Dạ Rồi chị biết không, thằng hai đứa nó khóc á, ông đi về ở nhà nó khóc gần gần 4 tháng mới đến nhà chị. Ông kêu em thôi giờ không mấy cho tao đi, chứ chịu không nổi, nó khóc cái kiểu gì mà ông không chịu nổi chị. Rồi em phải tách ra em cho nó, em nuôi tiếp một đứa em đứa vậy mà nó bớt khóc nè. Người ta nói thôi chắc mày sanh thai này cái điềm nó bớt, hai đứa mình mới thôi nhau mà thiệt. Em tách ra gần 4 tháng nó nín, em mới đem về là nuôi được đó. Thằng non thiếu tháng 3 ngày nó được 8 tháng. Em không có, em đi buôn bán tảo tần quá, em
bác không được nữa, em đi xăm dâu con đầu tiên bác em chạy xe đó mà bầu hai đứa đó, em chạy xe em chở đi đi làm quá rồi cái nó xăm tiếng khác nó khó nuôi chị ơi. Cực ha. Rồi dạ cực dữ lắm luôn. À, ông xã trước của em á có tính lãng mạn không? Không chị. Bây giờ em thích một anh làm quen với mình có tính lãng mạn không? Có thì tốt. Dạ. Rồi hồi đó giờ á là khi mà chưa lấy chồng á là em làm công việc gì? Em hồi đó nói chung hồi đó em có chồng sớm lắm, em mới 18 tuổi em có chồng rồi. Tại hồi đó thời đường núi này đi bộ xưa khổ lắm, đi đánh mướn đồ làm thuê là mướn mà nhỏ tới lớn vậy đó. Rồi ba em thấy ở anh này ở dưới đồng bằng rồi có ruộng có đất này kia thấy cũng được, bỏ gả anh này, anh út bỏ anh ăn chơi quậy quạt lắm chị ơi. Thế đó. Dạ. Rồi đó giờ có đi du lịch ở đâu đó chưa? Em chó thì em chưa được đi đâu khỏi núi này luôn á. Nói chuyện cười em. Dạ. Xong vòng vòng trên đây lo mặt là buôn bán quanh 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 năm chị ơi. Là em nhà em trong núi luôn hả? Dạ em ngay chân núi Cấm luôn. Trên núi Cấm luôn, trên khu du lịch núi Cấm. Rồi có đi xe mà được cái không? Hay là phải đi bộ? Có. Có chạy xe chị. Xe Honda chạy được, vô tới nhà được. Rồi đi xe du lịch vô tới được không? Xe du lịch thì lên tới trên Di Lạc được, tới chùa Văn Linh được, chứ vô nhà em vô không được. Đi phải bao xa nữa mới vô nhà em được? À, từ đường cái vô nhà em chừng 10 phút, 15 phút à. Rồi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình á, thì em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em nghĩ người đàn ông em thì em dễ tính lắm. Người đàn ông biết chia sẻ, cái gì thì nói để cùng nhau chia sẻ, nhưng mà chồng em không có tính vậy, em nói hoài à. Cái gì thì nói đi, chồng biết sửa chữa mà anh không nói. Tôi nghĩ vậy em không thích, cái gì phải chia sẻ với nhau mới biết đường, được mà hiểu được, mà anh không có tính vậy em không thích. Em thích người đàn ông phải chia sẻ, chuyện vui chuyện buồn phải nói cho nghe nhau nghe, mà chia sẻ mới biết chị. Ủa rồi ông xã em với em là vậy rồi cưới chứ chứ không có quen nhau hả? Dạ anh ta làm mai chứ không có quen. Cái nãy em nói em có tới 4 đứa con, còn đứa con giữa của em? Đứa con giữa em là 19 tuổi cũng làm ra tiền mà chị. Đứa con giữa ở với ngoại. Còn thằng lớn thì nó đi đi về về. Rồi bây giờ ba mẹ con em ở đây. Ở đây thì rồi em đi làm rồi ai giữ con mình? Sáng em đưa nó đi học rồi 10 giờ rưỡi em rước về. Em rước về rồi em tắm rửa cho nó ăn xong em lên tiệm em nói em cũng gần đây em gửi. Em đi làm buổi chiều có 2 giờ tới 4 giờ em về. Mẹ em gần đó không? Dạ gần chị. Gia đình của em có được mấy anh chị em? Dạ 4. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không. Rồi cô bạn giới thiệu cho em á là ở đâu? Ở Việt Nam hay ở nước ngoài? Ở Việt Nam chị. Tại anh chỉ có con trên của chị giới thiệu em. À, giới thiệu cho em khá lâu rồi hả? À, chị giới thiệu em cũng cỡ nửa tháng nay em về suy nghĩ em đắn đo dữ lắm. Em thấy chị đó cũng có lý. Chị nói mày vòng vòng ở trên núi này hoài mày làm mày tìm được ai thôi, mày lên kinh của Nguyên Quỳnh thôi phải hay dữ lắm. Biết đâu có anh nào đồng cảm như mày, thương số mặt mẹ con mày, thương người ta che chở cho mẹ con mày. Chứ ở đây mày mằn hoành quạt quanh năm hoài, mày đưa hai đứa hoài tội nghiệp mày quá à. Đó thì mày khổ nhiều rồi, chẳng lẽ lại khổ hoài sao, thôi đi ca ký kinh của Nguyên Quỳnh đi hay dữ lắm. Chứ em nói chung là em cũng ngại lắm. Dạ. Rồi cô bạn đó có đăng ký chương trình của chị không? Dạ không, cái chị cũng lớn tuổi rồi, chị có chồng rồi, chị lớn tuổi rồi. Dạ. Dạ. Mình phải cho mình cơ hội, không mình không cho mình cơ hội, không ai cho mình cơ hội được hết. Dạ, em suy nghĩ lắm luôn, em đắn đo suy nghĩ lắm, em nghe chị nói có lý. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là dạ, em dạ. Sẽ một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị. Dạ, dạ. Dạ em chào khán giả. Em chào khán giả, em chào chị Liên Quỳnh. Em cảm ơn chị. Tai nạn. Xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn. Dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm,
luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.